Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn thật nhiều năng lượng tích cực và niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta cùng chiêm ngưỡng hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh đi theo con đường dễ thương. Đầu đội mũ gấu trúc để bắt đầu công việc trên phim trường. Nhưng túi xách quá nhiều đồ lỉnh kỉnh. Năm mới vừa bắt đầu, công việc của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa dừng lại. Cô đã lên đường khai xuân ngay ngày đầu tiên của năm mới. Một Sanyang liều mạng như vậy cũng rất hiếm trong làng giải trí. Nhưng sự cố gắng của cô ấy là xứng đáng với thành quả mà cô ấy đạt được. Và cư dân mạng sẽ thỉnh thoảng đăng tải một số mẩu tin mới nhất của cô ấy để người hâm mộ và bạn bè được thấy cô. Được cô truyền cho nguồn năng lượng tích cực. Và mới đây, một nhóm hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh sau khi hoàn thành công việc đã được tung lên mạng và cô thực sự rất dễ thương. Dù đã lên chức mẹ khi đã hơn 30 tuổi nhưng sau khi ly hôn, cô càng ngày càng đáng yêu và càng ngày càng trẻ. Quần áo mặc và phụ kiện chọn chủ yếu là dễ thương. Hãy để ban biên tập đưa các bạn đi xem nhé. Chiếc áo khoác màu hồng này trị giá hơn 20.000 tệ. Đối với Triệu Lệ Dĩnh mà nói, nó cũng rất phải chăng, hoàn toàn phải chăng. Chiếc váy này có đủ các màu sắc như xám đậm, kaki, trắng, đen và đỏ. Cô ấy đều có tất cả, nhưng hiện tại cô đã chọn một màu hồng và chiếc váy này đã được bán hết sau 10 giờ. Có thể thấy khả năng gánh hàng của Triệu Lệ Dĩnh là không ai sánh kịp. Tuy rằng túi lộn xộn nhưng rất có căn cứ, giống như chúng ta rất bình thường trong cuộc sống thường ngày. Tôi rất vui, thỉnh thoảng mới có thể thấy tin tức của Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù những cảnh cô quay trong thời gian này luôn là những nữ chủ tịch độc đoán, nhưng sau khi làm việc xong, cô ấy đã trở thành một cô gái dễ thương trong giây lát. Phong cách ăn mặc là của riêng cô ấy. Bạn đã bị mê hoặc bởi chiếc mũ gấu trúc của cô ấy chưa? Thật tuyệt vời phải không nào? Hãy thường xuyên theo dõi tin tức của cô ấy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.